Lời Chúa ngày 26 tháng 12 năm 2020, lễ kính thánh Stefano Tử Đạo Tiên Khởi. Lời Chúa ngày 26 tháng 12 năm 2020, lễ kính thánh Stefano Tử Đạo Tiên Khởi. Trong tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh, thưa anh chị em, trong một năm chúng ta có hai ngày lễ lớn là lễ Phục Sinh và lễ Giáng sinh. Rồi sau đó là có tuần Bát Nhật, tức là 8 ngày sau ngày lễ đó. Hôm nay chúng ta đang ở trong tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh, có nghĩa là giáo hội muốn chúng ta niềm vui Giáng sinh không chỉ dừng lại ngày 24, ngày 25, rồi sau đó tàn theo năm tháng, nhưng muốn niềm vui ấy kéo dài suốt một tuần lễ để anh chị em có dịp chiêm ngắm Chúa Hài Đồng nơi máng cỏ để suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa được biểu lộ trong mầu nhiệm nhập thể như thế nào. Cho nên trong suốt 8 ngày sau lễ Giáng sinh là những ngày lễ mà anh chị em mình cử hành để nuôi dưỡng niềm vui Giáng sinh giữa những khó khăn, những thử thách, những đau buồn. Ta bảo rằng là ngày vui qua mau có vạn ngày sau. Cái buồn thì nó kéo dài lắm, mà cái niềm vui thì nó lại mau qua. Chính vì thế mà giáo hội mời gọi chúng ta là hãy nuôi dưỡng cái niềm vui giữa những cái đau buồn, khổ đau, sầu não của thế giới. Đặc biệt là năm nay Giáng sinh trong cơn đại dịch. Mỗi người trong ngày 25 và đêm 24 đã cảm nhận được phần nào cái nỗi niềm của Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu, cái sự cô đơn, cái sự trống vắng, bị bỏ rơi, bị cảm thấy bị cô lập, như là những người mà đang bị cách ly, bị bỏ rơi trong bệnh viện vì không được người thân nào đến thăm, và nếu có chết thì cũng nhắm mắt lìa đời trong sự cô đơn cùng tận. Thậm chí là người nhà không được đến để mà đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng nữa. Đấy, anh chị em mình đang sống, đang cảm nhận được điều đó. Và ngày hôm nay giáo hội cho mình thấy một con người đã sống mầu nhiệm Giáng sinh ấy như thế nào, là Thánh Stefano Tử Đạo Tiên Khởi. Cầu chúc anh chị em luôn duy trì niềm vui Giáng sinh ít nhất trong suốt 8 ngày là tuần Bát Nhật sau lễ Giáng sinh nha. Vui lên thưa anh chị em, vì Chúa đã Giáng sinh. Như bài hát chúng ta vẫn hát, Chúa đã giáng trần, hallelujah, đến mặc xác phàm, hallelujah, Chúa đã sinh ra, hallelujah, Chúa đã sinh ra, hallelujah. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày lễ Thánh Stefano Tử Đạo Tiên Khởi, bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông Đồ, chương 6 câu 8 đến câu 10, chương 7 câu 54 đến câu 60. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. Thời đó, ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đồng gọi là hội đồng của nhóm nô lệ được giải phóng gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia, đứng lên tranh luận với ông Stefano. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Khi nghe những lời ông nói, họ giận điên lên và nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa,
tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối kêu lớn tiếng: Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bao vệ con chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chi lối cho con. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tin. Được Ngài thương, con vui mừng hơn hờ, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khôn. Xin giải thoát con khỏi tay địch thù, khỏi người bách hại con. Xin tòa anh tôn nhan rạng ngời trên tôi tơ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ. Hallelujah, hallelujah. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tin vào đây nhân danh Chúa. Đức Chúa là Thượng Đế, người rạng sáng trên ta. Hallelujah. Mình chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 10 câu 17 đến câu 22. Matthew 10, 17 đến 22. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong một chia sẻ gần đây, Đức Hồng Y George Pell là Tổng Giám Mục ở Melbourne bên nước Úc, cho biết là Giáng sinh năm nay, Ngài cầu nguyện đặc biệt cho các tù nhân và xin mọi người cũng cầu nguyện cho họ để họ luôn sống niềm hy vọng. Đức Hồng Y nói: 404 ngày ở trong tù, tôi không được cử hành thánh lễ. Về việc rước lễ, một tuần tôi chỉ được rước một lần do một nữ tu phụ trách tuyên úy nhà tù trao. Trong ngày Giáng sinh, tôi không được rước lễ, nhưng tôi có thể chúc mừng Giáng sinh cho một số lính cảnh. Ngài nói thêm: Trong ngày đó, tôi đọc sách và xem chương trình Giáng sinh trên TV, nhưng tôi không thể nghe và nhìn thấy hai ca đoàn. Trong đó có một nhóm người Việt Nam, những người ủng hộ tôi hát những bài thánh ca Giáng sinh mà tất cả chúng ta đều yêu thích. Tôi không chắc là những người khác hoặc một tù nhân nào đó có thể nghe họ hát. Nỗi cay đắng tăng gấp bội. Tiếp đến, Đức Hồng Y chia sẻ, nối kết với sự tự do Ngài đang được hưởng ở Roma, đồng thời bày tỏ nỗi buồn khi thấy quảng trường Thánh Phêrô trống vắng vào dịp Giáng sinh do số tín hữu hành hương ít. Ngài nói: Giáng sinh này, tôi nghĩ cách đặc biệt đến những người đang ở trong tù, bị tách khỏi những người thân. Họ đang ở trong tù vì một hình phạt chính đáng, hoặc bị bỏ tù vì đã đấu tranh cho tự do, hoặc vì bách
hại tôn giáo. Ngay cả trong những hệ thống tốt nhất vẫn có những tù nhân vô tội trong tù. Và nơi hệ thống bị thối nát hoặc ở nơi có hệ thống đàn áp hoặc bách hại, có rất nhiều tù nhân vô tội đang phải đau khổ. Trong những ngày này, khi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình trên trái đất cho những người có thiện chí, trước hết chúng ta phải cầu nguyện cho họ, các tù nhân. Kitô giáo đã có mặt mạnh mẽ trong thế giới phương Tây, nhưng Kitô giáo không phải là một tôn giáo phương Tây. Không chỉ vì Trung Đông và toàn bộ Bắc Phi đã từng là Kitô giáo, mà vì Kitô giáo được sinh ra ở phương Đông, hoặc ít nhất là ở Trung Đông, quê hương của người Do Thái. Vì điều này, Kitô hữu chúng ta có lòng tôn kính đối với Chúa của Abraham, Isaac, Jacob và Moses, cũng là cha của Hài Nhi Giê-xu Chúa chúng ta. Khi nhìn về quá khứ và thấy được sự phát triển tuyệt vời này với hy vọng, tất cả chúng ta đều được lễ Giáng sinh nuôi dưỡng. Chúa Giê-xu được các mục đồng gần đó chào đón. Người cũng được những người tìm kiếm sự thật, các nhà chiêm tinh và triết học, các đạo sĩ có lẽ từ Iran chào đón. Bởi vì người đã cho chúng ta một lối sống không chỉ là lý thuyết, mà chỉ những người học thức nhất mới có thể tiếp cận được. Và Đức Hồng Y kết luận, lễ Giáng sinh là ngày lễ của niềm hy vọng cho tất cả chúng ta. Với con Thiên Chúa mới sinh, Ngài đã cho chúng ta thấy lần sau cùng, khi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Trên thiên đàng, nơi không có nhà tù, không có tù nhân, không có Covid. Thưa anh chị em, như chúng ta đã biết, Đức Hồng Y George Pell, giám mục Melbourne ở bên Úc, đã bị kết án oan sai, bị tố cáo là có hành vi gọi là ấu dâm. Mặc dù Đức Hồng Y đã khẳng định rất nhiều lần là Ngài hoàn toàn vô tội, nhưng tòa án cứ kết án Đức Hồng Y phải vào trong tù, rồi phải sống biệt giam 404 ngày, hơn một năm trời. Như Ngài vừa mới nói, không được dâng thánh lễ, và nhất là lễ Giáng sinh cũng không được rước lễ. Thì khi Ngài ở trong tù như vậy, những người Công giáo Việt Nam, nhất là người bên Úc, họ nhiều lần email hoặc liên lạc với chúng tôi và nói rằng chúng còn luôn luôn sẵn sàng đi đến để mà ủng hộ Đức Hồng Y. Rồi khi mà họ đến ủng hộ Đức Hồng Y thì bị những người mà chống phá Đức Hồng Y, muốn tố cáo Đức Hồng Y chống lại. Hai bên, một bên thì cầm loa rồi khẩu hiệu la lối chửi bới ầm ĩ tố cáo Đức Hồng Y và thóa mạ. Còn bên này, tôi nói với anh em, đa số họ là những người trong cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, những người Việt Nam. Bên này cứ thinh lặng, không hề to tiếng, lĩnh micro đưa ảnh Lòng Chúa Thương Xót lên và lần chuỗi lòng thương xót và lần chuỗi mân côi. Cứ lần chuỗi lòng thương xót, hát thánh ca, ngợi khen cầu nguyện, chứ không có lên tiếng để mà đấu đá lại với những người phía bên kia, những người mà tố cáo làm hại Đức Hồng Y. Cứ như thế, cứ như thế. Và cuối cùng thì chân lý đã thắng. Tòa tối cao đã tuyên bố là Đức Hồng Y hoàn toàn vô tội và Đức Hồng Y được phóng thích. Khi mà người ta kết án Đức Hồng Y thì báo chí, phương tiện truyền thông làm ầm ĩ lên. Nhất là những người có ác cảm với giáo hội thừa nước đục thả câu, lên án Đức Giáo Hoàng, rồi giáo hội, rồi thành phần hàng giáo sĩ, vân vân, đem ra bao nhiêu là điều xấu xa. Và nhất là cá nhân Đức Hồng Y bị tố cáo rất là nặng, kết án đủ thứ hết. Ấy thế nhưng mà khi tòa tối cao tuyên bố Đức Hồng Y vô tội thì họ lại im lìm, chẳng lên tiếng, chẳng đính chính, chẳng có nói lên tiếng nói của sự thật. Và nhất là cái người tố cáo vẫn được sống ngoài vòng pháp luật, chẳng bị sao cả. Mình tố cáo người ta để cho người ta mất hết danh dự, rồi bị tù đầy,
khổ nhục suốt 404 ngày. Ấy thế mà khi được tuyên bố là chẳng án là vô tội thì cái người tố cáo tội lại chẳng bị sao. Chúng ta thấy bất công chứ, không có sòng phẳng. Đáng lẽ là cái người tố cáo đó phải lên tiếng, phải trả lại danh dự, và phương tiện truyền thông phải nói lên cái sự vô tội đó của Đức Hồng Y để minh oan cho Ngài. Nhưng mà người ta cứ im ỉm vậy. Thưa anh chị em, những người theo Chúa, thân phận của những người theo Chúa là như vậy. Chúng ta cũng không có lạ, vì Chúa Giêsu đã nói rất rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay, lễ kinh thánh Stefano từ đạo tin khởi, là hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho hội đồng, đánh đập anh em trong hội đường. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Đức Hồng Y George Bell đã cảm nghiệm điều đó. Và nhất là lời Chúa trong sách Tông Đồ Công Vụ bài đọc 1 lễ kinh thánh Stefano, ta nghe rất rõ. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông, tức là cho Stefano. Người ta đứng lên tranh luận với Stefano, nhưng không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Khi nghe những lời ông nói, họ giật điên lên và nghiến răng căm thù ông Stefano. Ta thấy rõ ràng, anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, cái sẽ được cứu thoát. Stefano được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời và thấy vinh quang Thiên Chúa. Họ ném đá Stefano đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng, lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này. Thế rồi ông an nghỉ, bền đỗ đến cùng, đến giọt máu cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng, thì được cứu thoát, đó là ông được an nghỉ. Thưa anh chị em, hôm nay, ngay sau lễ Giáng sinh, giáo hội cho chúng ta thấy một tấm gương của một người chết vì danh Chúa, Stefano vị tử đạo tin khởi. Danh xưng Stefano có nghĩa là vương miện. Vị thánh mà giáo hội tôn kính hôm nay là môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu được nhận lãnh triều thiên tử đạo. Thánh Stefano, thưa anh chị em, là phó tế trong giáo hội sơ khai. Chúng ta đọc thấy Ngài nơi các chương 6 và chương 7 trong sách Tông Đồ Công Vụ. Trong sách này, Thánh ký Luca thuật lại cho chúng ta biết khi những người đi theo Chúa Giêsu tiếp tục gia tăng, Thánh Phêrô và các tông đồ đã quyết định là cần có thêm những người giúp việc để săn sóc các quả phụ và những người nghèo. Vì những người nghèo và những quả phụ bị bỏ rơi và có sự phân biệt đối xử giữa giàu với nghèo. Những người giàu thì ngồi riêng ăn ngon lành, còn những người nghèo thì ngồi một xó ăn uống thiếu thốn, và những quả phụ thì bị bỏ rơi. Cho nên các tông đồ quyết định là có thêm những người để giúp việc chăm sóc quả phụ và những người nghèo là các phó tế. Vì thế mà các tông đồ đã truyền chức cho 7 phó tế. Stefano là một trong những vị nổi tiếng nhất. Qua thánh Stefano, Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ. Chúng ta nghe trong bài đọc 1 nói rằng là thời đó ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Tông đồ Công Vụ chương 6 câu 8. Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Chúa ban cho những người có quyền năng để làm những điềm thiên dấu lạ, đó là một sự thật hiển nhiên trong lịch sử giáo hội, ghi lại rất rõ. Mà nhiều khi có nhiều người ngày hôm nay, người ta không tin vào chuyện đó, người ta cho là mê tín, là dị đoan vân vân.
Hoặc là có những người thì lại mạo danh, cho rằng là cái quyền năng đó là do mình, chứ không phải là bởi Chúa. Mình làm được những điều này, lạ này, điều trừ quỷ này, chữa bệnh nọ, chữa bệnh kia, phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa và tôn vinh mình như là Chúa, thì lại hoàn toàn sai đường rồi. Tất cả những gì ta có thể làm được là bởi Thiên Chúa. Mà Chúa Giêsu đã nói rất rõ, không có Thầy các con không thể làm gì được. Và nếu các con tin vào Thầy thì các con làm được như Thầy và còn hơn thế nữa. Cho nên tất cả đều phát xuất từ Thiên Chúa. Ai mà phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa qua những người được Chúa ban cho làm những điểm thương Chúa lạ là mình cũng phủ nhận Thiên Chúa. Và những người mà làm được những điểm thương Chúa lạ mà lại cho mình là cái quyền năng đó thì lại cũng là người sai, vì đã phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa, lấy mình làm Chúa thay vì đón nhận rằng tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi không thể làm gì được nếu không có Chúa. Thanh niên nói năng rất khôn ngoan và đầy tràn thánh thần, đến nỗi nhiều người đến nghe Ngài đã trở nên môn đệ của Đức Giêsu. Các kẻ thù của giáo hội thì tức giận khi thấy Stefano thuyết giảng thành công. Kẻ thù của Stefano tức giận vì thấy Stefano giảng thành công, mà người ta không biết rằng là cái thành công ấy là nhờ Stefano lãnh nhận từ Thiên Chúa quyền năng của Chúa Thánh Thần để mà có thể mở miệng ra nói được những lời lẽ khôn ngoan như vậy. Nhưng mà người ta chỉ nhìn theo khía cạnh trần gian, thấy ai hơn là mình ghen, thấy ai nổi tiếng hơn mình là mình ghen, thấy ai giảng mà được nhiều người theo, được người nghe là mình ghen. Người ta đứng ở lĩnh vực con người quá, lĩnh vực trần tục quá, lĩnh vực thế gian quá, ganh ghét. Trong khi đó mình làm việc tông đồ, mình đi rao giảng lời Chúa, thì mình phải ở lĩnh vực thiêng liêng, lĩnh vực siêu nhiên, chứ không phải là tự nhiên nữa. Tự nhiên thì tôi không thể nói được. Tự nhiên tôi không thể nói được như vậy. Tự nhiên tôi không dám nói như thế. Nhưng quyền năng của Chúa Thánh Thần ngự trong tôi. Chúa đã nói mà các con đừng lo phải nói gì, vì lúc đó Thánh Thần sẽ nói trong các con. Cho nên mỗi lần mà chia sẻ lời Chúa, mỗi lần mà đứng trên tòa giảng, mỗi lần mà nói với anh chị em thì phải, chúng tôi phải cầu nguyện để xin Chúa mở môi, mở miệng con để Chúa nói trong con. Có những điều con không dám nói, không muốn nói và rất ngại nói thì Chúa cứ bắt phải nói. Còn có những cái mà mình muốn nói để mình theo cái phản ứng tự nhiên của con người thì Chúa bảo không được nói, vì đó là con người nói chứ không phải Thánh Thần nói trong con. Thì những người mà ghen tức với Stefano vì thấy ông giảng thành công như vậy, họ mới lập mưu ám hại Stefano. Họ không thể đối lại những lý lẽ khôn ngoan của Stefano, cho nên họ mới làm cái gì thưa anh chị em? Cái trò đó bây giờ người ta cũng vẫn sử dụng lại mà vẫn cứ hiệu quả thế chứ, cả ngàn năm nay rồi, là họ sai người tố gian Stefano. Có khi họ đút lót cho người này, cho anh này tí tiền, cho anh kia tí tiền, hoặc là họ thuê người viết bài chống đối ngày hôm nay, muốn chống đối một ai đang nổi tiếng, hay là mình ghen tức vì sự nổi tiếng của họ, cho nên là thuê này, tôi cho mày ít tiền, mày lên mạng mày chửi ống cho tao. Này, tôi cho chị một ít tiền, rồi chị viết bài chống ông ấy cho tôi. Cứ lên Facebook mà chửi thoải mái, cứ đưa lên YouTube mà tố cáo thoải mái, cứ ném đá dấu tay, cứ thọc gậy bánh xe, cứ bôi nhọ bôi bác ông ấy thoải mái cho tôi. Tôi cho tiền, và có gì tôi chịu trách nhiệm. Thường chèm cái trò đó ngày hôm nay người ta vẫn sử dụng. Đấy là sai người tố gian những người công chính, những người nổi tiếng hơn mình. Những người này nói rằng Stefano đã nói những điều quái gở chống lại Thiên Chúa. Rồi những người có quyền thì chẳng cần đi điều tra cho đúng sai, chỉ nghe người ta tố gian không có bằng chứng
mà cũng tin vào những cái đó, rồi vịn vào cái đó mà kết án những người khác, kết án cái người đó, kết án người vô tội đó. Dân chúng nó không biết, nó tố cáo đã đành. Mà cái người có chức có quyền thì phải có trách nhiệm điều tra cẩn thận, phải hết sức là vô tư và làm theo một cái lương tâm trong sáng. Đừng có vì áp lực của quần chúng mà chiều theo quần chúng để kết án người vô tội. Cũng đừng có vì sợ áp lực của quần chúng mà làm theo. Mà nhất là đừng có vì cái cảm tính của mình, vì thành kiến, vì ghen tức, vì ghen tị, rồi mình cũng kết án luôn cái người mà đang nổi tiếng, cái người mà bị người ta tố cáo, người ta thuê cho tiền xúi dục để mà tố cáo. Cho nên cái người có trách nhiệm mà quyết định thì người đó phải lãnh trách nhiệm nặng hơn. Thì mình có quyền mà, cái quyền quyết định của mình ảnh hưởng trên cuộc sống, trên mạng sống, trên danh dự, trên công việc, trên sự nghiệp của người khác. Mà mình làm sai, mà mình bất công khi mình kết án thì mình sẽ chịu trách nhiệm nặng nề trước mặt Chúa. Mặc dù bây giờ mình có vẻ đắc thắng vì mình đã diệt được cái người đó, nhưng trước mặt Thiên Chúa phải trả lại, trả cho đến đồng xu cuối cùng. Sau đó Stefano phải đương đầu với một hội đồng các kẻ thù, không phải là một mà đánh hội đồng, súng nhau lại. Những người mà ghen mà tức, có khi họ cũng chẳng ưa gì nhau, nhưng mà vì có một kẻ thù chung cho nên họ súng lại với nhau mà để đập cái kẻ thù này. Cả một hội đồng, nhưng Stefano không sợ hãi gì, vì chính Chúa đã nói khi người ta nộp anh em thì đừng lo phải nói làm sao hay nói gì. Vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Vì không phải chính anh em nói mà thần khí của cha anh em nói trong anh em. Cho nên Kinh Thánh nói rằng gương mặt của Stefano giống như là gương mặt của một thiên thần, không sợ hãi gì. Những kẻ tố cáo thì hăng lắm, nhưng mà lại run sợ trước sức mạnh của Thánh Thần nơi Stefano. Thánh Stefano đã nói về Thiên Chúa, tuyên xưng người là đấng cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban. Và thánh nhân trách mắng các kẻ thù ngài vì đã không tin vào Đức Giêsu. Lúc ấy họ căm phẫn trỗi dậy và nguyền rủa Stefano. Nhưng Stefano ngước mắt lên trời. Thánh nhân nói rằng ngài nhìn thấy các tầng trời mở ra và Đức Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Những người nghe Stefano nói như vậy thì không chịu nổi, bịt tai lại, bài nhất định không muốn nghe một lời nào nữa. Họ kéo Stefano ra khỏi thành Jerusalem và ném đá ngài. Thánh nhân cầu nguyện rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con. Rồi quỳ xuống và nài xin Thiên Chúa tha thứ cho kẻ giết ngài. Sau khi tuyên xưng đức tin như thế, vị thánh tử đạo đã tiến lên lãnh lấy phần thưởng nước trời dành sẵn cho ngài. Anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát. Bền chí đến cùng là cho đến hơi thở cuối cùng vẫn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa, và nhất là lạy Chúa xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là bền chí đến cùng. Không hận thù, không trả thù, không nuôi trong lòng mình cái mối ác cảm với người mà làm hại mình. Cái đó sức con người không làm được. Anh chơi tôi thì tôi sẽ tìm cách chơi lại anh. Anh hại tôi thì tôi sẽ tìm cách trả thù. Ta còn nói là quân thù ấy, quân tử trả thù 3 năm không muộn. Đã quân tử mà còn trả thù là thế nào? Còn gọi là quân tử thì không chân đấy chứ. Mà quân tử trả thù 3 năm không muộn là sao? Đã quân tử thì không trả thù, đấy chỉ là ngụy quân tử mà thôi. Thì thưa anh chị em, chúng ta đã nhiều lần cũng cảm nhận được điều đó, giống như Stefano cảm nhận rằng mình là nạn nhân của sự ganh tị, của sự ghen ghét, nạn nhân của sự nổi tiếng, nạn nhân của
người dám nói thẳng, nói thật. Nạn nhân của người dám một mình chống mafia, Đức Giáo Hoàng Francisco đã là nạn nhân của những con người luôn luôn tìm mọi cách để mà kết án, cho rằng là Ngụy Giáo Hoàng, là Satan, là đủ mọi thứ. Nhưng mà Ngài vẫn cương quyết nói sự thật và bảo vệ sự thật, nhất là bênh đỡ những người nghèo, chống lại những gì là bất công, và lên tiếng chống lại những người có chức có quyền mà làm hại người khác, gây chiến tranh hoặc là gây ô nhiễm môi trường, hoặc là đối xử bất công với người khác. Và chúng ta vừa mới thấy tấm gương của Hồng Y George Pell đó. Ngài cũng bị như vậy. Và Ngài cũng nói cái lời là tha thứ cho người mà đã tố cáo Ngài, tha thứ cho người đã kết án oan sai Ngài. Hồng Y George Pell, một chứng nhân của ngày hôm nay, chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Và mỗi người ngày hôm nay, thưa anh chị em, trong niềm hân hoan mừng lễ Giáng sinh, ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì cho mình được nên giống Ngài như một con trẻ yếu đuối trong hang Bethlehem, yếu đuối để mặc cho thế gian lên án, mặc cho thế gian chống đối. Những người đi theo lòng Chúa thương xót cũng là như thế, cũng sẽ có kinh nghiệm như Stefano, như George Pell, như là những anh hùng từ đạo Việt Nam vậy, sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần, chung nhau đàn ca thánh thót hy hoan. Anh chị em mình cùng nói lên cái lời đó, là cho dẫu hoàn cảnh như thế nào vẫn Gloria in excelsis Deo, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Amen. Chúa đã bỏ cõi trời, mặc lấy xác phàm hèn nên bé nhỏ như chúng ta. Ôi tình yêu vĩ đại, loài người ai suy thấu cho cùng? Ngôi lời xuống dương gian để giải thoát muôn dân lầm than. Ôi cao siêu, cao siêu, Chúa trời sai con xuống đời, tình Chúa dâng bao dung, loài người nào ai suy thấu? Ôi hân hoan, hân hoan, thiên đàng mở cho thế gian, đường tình đón vua trời, đêm nay sinh xuống làm người. Chuyện đạo, chuyện đời, thứ bảy 26 tháng 12. Chuyện đạo, chuyện đời, thứ bảy 26 tháng 12. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Hôm nay ngày 26 tháng 12, mời anh chị em cùng gặp gỡ giám mục Geronimo Liêm, còn có tên là Vọng, linh mục Valentino Vinh và linh mục Phêrô Bình, là những vị thánh từ đạo ở Việt Nam.
niềm vui Giáng sinh được giáo hội mời gọi chúng ta kéo dài trong suốt một tuần, gọi là tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta hãy để cho niềm vui Giáng sinh ấy ở mãi trong mình. Mặc dù có thể có những khó khăn, những thử thách vì cơn đại dịch, vì khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và ngay cả về mặt tôn giáo, một số nơi bây giờ vẫn còn đang bị cách ly, đang bị giới nghiêm, đang bị hạn chế đi lại và không thể đến tham dự thánh lễ trong nhà thờ, hoặc là có đến thì cũng bị hạn chế số người, còn hầu hết là ở nhà và online. Và chính vì thế mà chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em niềm vui Giáng sinh ấy online, trong sự liên kết trong lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi cũng đang ở trong bốn bức tường, ở trong nhà một mình, nhưng mà tôi có cái cảm giác, cái cảm nghiệm là tôi và anh chị em chúng ta vẫn liên kết với nhau một cách mật thiết. Có khi ở gần bên nhau nhưng mà vẫn chỉ là hai hòn sỏi, không kề cận với nhau được. Giống như hai vợ chồng không còn tình nghĩa nữa, sống với nhau có khi là bảo rằng chỉ vì con cái mà thôi, chứ hết tình cũng mất cả nghĩa rồi. Chỉ sống như là hai người dưng nước lã ở bên nhau mà thôi. Còn nếu chúng ta có tình yêu thì dẫu ở phương trời này, phương trời kia, có bên trường sân đông, trường sân tây, chúng ta vẫn liên kết được với nhau trong lòng thương xót, trong tình mến. Vì thế mà cảm ơn anh chị em, chúng ta đã nhận được rất nhiều những tin nhắn, những điện thoại, những email, những thiệp Giáng sinh chúc mừng cũng như là dịp kỷ niệm 29 năm linh mục. Cảm thấy vui, cảm thấy là đúng là đời tôi đi tu mà vẫn vui, mà vẫn cười, vì tôi không thấy cô đơn. Tuy nhiên, những khi gặp khó khăn thử thách như các vị thánh tử đạo, ta mới biết rằng là con mới biết niềm tin con trông không, con tưởng rằng con vững tin. Mời anh chị em gặp gỡ Đức Giám mục Geronimo Vọng, hay còn gọi tên là Liêm, ngày 1 tháng 11 năm 1861, ba chứng nhân Chúa Kitô được phúc lãnh triều thiên tử đạo. Đó là Đức cha Geronimo Vọng, Đức cha Valentino Vinh và cha Phêrô Bình. Cả ba là giáo sĩ thừa sai dòng Đa Minh, người nước Tây Ban Nha. Đức cha Geronimo Hemosila Vọng là một trong ba vị thừa sai lỗi lạc và can đảm nhất trong lịch sử giáo hội Việt Nam, sánh bước với Đức cha Sueno Thể và Đức cha Roto Liu. Geronimo Hemosila sinh ngày 30 tháng 9 năm 1800 tại Santo Domingo de la Cazada, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình nghèo nhưng rất đạo đức. Ngay từ nhỏ, học với các cha dòng biển Đức, ngài đã có ý muốn dâng mình cho Chúa, nhưng vì nhà nghèo phải đợi đến năm 19 tuổi mới được gia nhập dòng Đa Minh tại Valencia, vì nước Tây Ban Nha chịu sự thống trị của Napoleon thứ nhất, các dòng tu không được nhận người. Năm 1820, Hemosila phải rời nhà dòng đăng ký vào quân đội. Năm 1823, vua Fernando khôi phục lại quyền bính. Cậu xin vào nhà tập và khấn dòng ngày 29 tháng 10 năm 1823. 3 năm quân ngũ sẽ mãi mãi lưu lại nơi người tu sĩ này tính sông pha, lòng gan dạ và đức kiên nhẫn. Năm 1824, ngài tình nguyện đi truyền giáo ở Viễn Đông, được bề trên gửi sang Phi-lô Tân tiếp tục học làm linh mục, và đến Bắc Việt ngày 2 tháng 5 năm 1829. Ngài được Đức cha Y vui mừng đón tiếp và đặt tên là Vọng, vì ngài đến làm thỏa mãn ước vọng của Đức cha. Từ lâu mong ước có thêm người giúp cho công việc giảng đạo, loan báo tin mừng tại miền Bắc
Việt Nam. Cả địa phận Đông Đàng ngoài lúc đó chỉ có 3 vị thừa sai là Đức cha Degado I, Đức cha Hera Res Minh và cha Chính Hiền. Cả 3 vị đều già yếu và bệnh tật rồi. Sau vài tháng học tiếng Việt, cha Vọng bắt đầu lăn xả vào công việc truyền giáo. Ngài làm việc bất kể ngày đêm, không ngừng di chuyển thăm viếng ủy lạo tín hữu, giảng đạo, rửa tội cho người lương. Có thể nói tất cả cuộc sống của Ngài là truyền giáo. Truyền giáo bằng lời nói, bằng việc làm, bằng gương sáng đời sống. Nỗi buồn duy nhất của cha là nhiều việc quá mà làm không xuể. Đó là nỗi buồn. Cha viết thư xin bề trên cho thêm những tu sĩ khỏe hăng hái nữa đến với cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam. Nhưng chưa được bao lâu thì bão tố Bách Hại đã tràn về Đông Đàng ngoài. Đó là năm 1838, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bắt đạo khốc liệt trên toàn quốc. Cả hai đức cha và cha chính giáo phận đã chịu tử đạo. Nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân đã đổ máu vì đức tin. Cha Vọng bị vào sổ truy lùng gắt gao của nhà vua. Để giúp dân dễ nhận diện, vô tình vua Minh Mạng mang lại cho chúng ta đôi nét về chân dung vị thừa sai này. Đó là người cao lớn, mũi dài, râu rậm, cặp mắt tinh anh và hơi xám, nước da trắng trẻo và gương mặt phương phi. Đó là nhận diện để bắt cha Vọng. Đúng là chân dung của một con người nghị lực không bao giờ chịu lùi bước. Vua hứa thưởng 10.000 quan cho kẻ nào bắt được cha Vọng. Trong giai đoạn này, tuy rất thận trọng nhưng cha vẫn không sợ chết, vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa và vì các linh hồn. Vẫn lén lút đi lại an ủi, khích lệ giáo dân và ban bí tích cho họ. Không phải là không có những lúc hồi hộp suýt bị bắt, khi thì chạy trối chết thoát vòng vây, có lần nữa một mình giữa đêm tối trên những con đường quanh co xa lạ để trốn thoát. Chúa, thưa anh chị em, Chúa đã gìn giữ cha Vọng thoát chết trong nhiều trường hợp kỳ lạ. Lần kia tại xứ Liễu Dinh, một người lính đã thấy cha trong phòng, liền gọi đồng đội đến tiếp sức để bắt. Khi họ vào, cha đang ngồi sau bức màn đọc kinh. Khi cha nhận ra thì quá muộn, cha chỉ còn biết xin cho ý cha thể hiện. Thế mà lính không thấy gì. Lính không thấy gì. Thế rồi lính thấy một cụ già có râu ngoài sân, liền ùa ra bắt nhầm và cha có thời gian tẩu thoát. Chúa đã cứu cha Vọng kỳ diệu như thế. Lần khác, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh dẫn 800 lính với hàng chục chiến thuyền bao vây làng của cha đang ẩn trốn. Bỗng chốc nổi lên giông bão khiến 2 chiếc thuyền bị đắm. Nhiều chiếc bị trôi giạt, kéo theo 3 sĩ quan và các lính thủy thủ là quan quân hoàn toàn thất bại. Vào cuối thời Minh Mạng, các địa phận chịu thiệt hại đáng kể. Trên 1.000 ngôi nhà thờ bị gỡ xuống. Anh chị em tưởng tượng, trên 1.000 ngôi nhà thờ bị gỡ xuống. Có nơi phải nộp gỗ ván cho quan tỉnh. Các chủng viện, 40 nhà chung bị triệt hạ. Giáo dân bơ vơ vì 2 đức cha và cha chính giáo phận đã chịu tử đạo. Thời gian này có 2 mẫu chuyện. Chuyện thứ nhất, lá thư báo cáo về tình hình Bắc Việt cho bề trên tỉnh về sự kiên cường của các vị tử đạo và sức sống mãnh liệt của giáo hội Việt Nam trong những năm dòng tố. Lá thư làm cho cả tình dòng vui mừng. Lá thư được phổ biến khắp nơi, làm cả thế giới ngạc nhiên và khâm phục. Đức Gregorio thứ 14 viết cho giáo hội Việt Nam một lá thư khích lệ. Ngài họp hội đồng cơ mật chủ liệu việc phong thánh cho các vị tử đạo Việt Nam. Đó là chuyện thứ nhất.
Chuyện thứ hai là thừa sai Matija đã đến yên trì gần một năm, mà vì tình hình chưa thể đến chào thăm cha bề trên Jeronimo Hermosilla. Cha Vọng đã bỏ chỗ nấp an toàn để tìm gặp người bề dưới của mình, thăm và cho những chỉ dẫn cần thiết. Đầu năm 1841, Tòa Thánh đặt cha Jeronimo Hermosilla Vọng làm giám mục thay thế Đức cha Y và Minh. Và ngày 25 tháng 4, Đức cha Liên đã lén phong chức cho cha tại Phúc Nhạc. Từ đó, vị tân giám mục đổi tên là Liêm, thay cho tên Vọng đã bị nhà vua treo giá cả 10 vạn quan. Giờ thì chúng ta mới biết tại sao là ngài có tên là Vọng, rồi sao lại đổi tên là Liêm. Vì tên Vọng bị treo giá là 10 quan, cho nên để tránh không bị bắt truy lùng thì đổi tên là Liêm. Vị tân giám mục đổi tên là Liêm thay cho tên Vọng. Công việc đầu tiên của Đức cha là lo cho có nhiều người cộng tác vào công việc truyền giáo. Ngài chọn thêm giám mục phó là cha Gimeno Lâm và truyền chức linh mục cho các thầy người bản xứ. Nhờ đó việc giảng đạo ngày càng phát triển, cả địa phận bừng lên một sức sống mới. Trường Latin được xây lại tại Nam An, Hải Dương, sau rời về Lục Thủy. Trường Thần Học được thiết lập ở Mỹ Đông, Hải Dương. Năm 1844, ngày mở lễ kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh rất trọng thể. Các linh mục, tu sĩ, giáo nhân thay nhau về Nam An suốt 8 ngày liền. 8 ngày liền. Thánh lễ đại trào duy nhất của Đức cha Liêm sau này trở thành tập tục lễ đầu dòng trong địa phận. Ngày 22 tháng 8 năm 1844 tại Đông Xuyên, Đức cha rửa tội cho 44 người lớn, trong đó có một chánh tổng và một phó tổng, 8 lý trưởng và một thầy cúng. Những ngày 21 tháng 10 năm 1861, đang lúc Đức cha với thầy Giuse Nguyễn Di Khang ở tại Thọ Đức thì bị phát giác và bị bắt giải về Hải Dương. Thưa anh chị em, cuộc đời của cha Valencio Berrio Ochoa Vinh đẹp như một bài thơ và hùng tráng như bản tình ca bất hủ. Quả thật, cuộc đời chỉ vòn vẹn với 34 năm, với 3 năm giám mục, không có nhiều thành quả lẫy lừng, nhưng đã là một bản thiên tình ca hùng tráng. Cuộc đời được đan dệt bằng bao biến cố thăng trầm, với tinh thần đơn sơ của một người tràn đầy tình yêu Chúa và tha nhân, ngài đã biến tất cả nên một giai điệu thơ mộng. Valentino Berrio Ochoa sinh ngày 14 tháng 2 năm 1827 tại làng Elorrigo, địa phận Vích, nước Tây Ban Nha. Sinh ra trong một gia đình đạo đức nhưng rất nghèo khổ, cậu học nơi cha sự cần cù, kiên nhẫn và thừa hưởng nơi người mẹ một đức tin sống động và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Năm 12 tuổi, được nghe các cha dòng Đa Minh kể chuyện các linh mục thừa sai giảng đạo và tử đạo tại Việt Nam, ngài ước ao được làm linh mục truyền giáo như thế. Nhưng vì nhà nghèo, phải đợi đến năm 18 tuổi mới được một linh mục giúp cho vào chủng viện. Sau 6 năm chờ đợi, Valentino Berrio Ochoa được làm vừa làm mộc giúp cha, vừa hoàn tất chương trình phổ thông, vừa học tiếng Latin. Sau 6 năm học hành tu luyện, mọi người ghi nhận nơi chàng thanh niên này tính chăm chỉ, một nếp sống đạo đức sâu xa, khổ chế với mình nhưng vui tươi với mọi người, khắc khổ với mình nhưng dễ dãi với người khác. Ngài được Đức cha Irigoyen phong chức linh mục và chọn làm cha linh hướng đại chủng viện. Nhưng ngài vẫn luôn ước ao là được đi giảng đạo ở Việt Nam, nên sau một thời gian làm linh hướng, ngài đã trình lên Đức cha ước nguyện đó và được chấp thuận. Ngày lên đường, có người hỏi: "Cha đi đâu?" Cha đáp: "Tôi đi
để quê tôi có người làm thánh. Tôi đi để quê tôi có người làm thánh. Ngày 30 tháng 3 năm 1858, Ngài đã đến Việt Nam trình diện với Đức Cha Xuyên tại Kiên Lào. Lúc đó, cơn bách hại đạo đang thời kỳ dữ dội. Đức Cha An mới chịu từ đạo được 8 tháng, thủ cấp Đức Cha Xuyên được treo giá vàng. Ngài phải lẩn trốn để vừa học tiếng vừa làm việc tông đồ. Ngài lấy tên Việt Nam là Vinh. Lúc đó Đức Cha Xuyên thấy trước Ngài có thể bị bắt nên dùng quyền tòa thánh ban chọn Cha Vinh làm giám mục phó có quyền kế vị. Lễ tân phong cử hành âm thầm tại nhà ông Trùm Chi ở Ninh Cường vào đêm 13 rạng ngày 14 tháng 6 năm 1858. Thưa anh chị em, đúng như dự đoán, sau khi phong chức, Đức Cha Vinh chưa được một tháng thì Đức Cha Xuyên bị bắt và xử lăng trì ngày 28 tháng 7 1858. Từ đó, một mình Đức Cha Vinh phải lãnh trách nhiệm toàn giáo phận miền Trung với trên 150.000 giáo hữu giữa cơn bách hại dữ dằn. Nhiều lần Ngài than thở: Đức Cha Xuyên khả kính đã để lại cho tôi một gánh quá nặng, tôi phải còng lưng gánh lấy mà rất sợ đổ vỡ nửa đường. Dù vậy, Ngài vẫn hết lòng trông cậy Chúa và kêu xin Đức Mẹ thương giúp. Vì quan quân lùng bắt hàng ngày, Ngài phải ẩn trốn làm việc dưới hầm kín. Nơi đây Ngài có thể điều hành giáo phận bằng thư từ. Ngài luôn viết thơ khuyên bảo, khích lệ họ, các linh mục và giáo hữu trong các sứ đạo. Ngoài ra, Ngài còn huấn luyện một số chủng sinh để có người thay thế cho các linh mục đang chết dần vì đạo. Ròng rã gần 3 năm trời ở dưới hầm. Nhớ, 3 năm trời ở dưới hầm, Ngài phải chịu nhiều nỗi khổ cực. Khổ vì hầm chật hẹp, ngột ngạt, thiếu thốn đủ mọi thứ, nhất là cơn bách hại ngày càng gia tăng, nhiều linh mục từ đạo, biết bao giáo hữu chết vì đức tin. Tháng 8 năm 1861, vua tự Đức còn ban hành chiếu chỉ phân sát. Cơn bách đạo càng ác liệt hơn. Đức cha phải cùng với cha Amato Bình di chuyển trốn xuống Hải Dương, nhưng dọc đường thì bị bắt. Bây giờ chúng ta gặp gỡ chân dung của cha Phêrô Bình, vừa rồi là giám mục Geronimo Lim, rồi giám mục Valentino Vinh, bây giờ linh mục Phêrô Amato Bình. Chân dung của cha Phêrô Amato Bình được phác họa là hình của một tu sĩ đa minh, có vầng trán rộng của người thông minh, với bộ râu của người nghị lực, cặp mắt đăm đăm nhìn xuống đôi tay, tay phải cầm ngành vạn tuế, một sâu chuỗi mân côi và một thanh đao to bản, tay trái khẽ nâng cao mũi đao với ngón cái chạm vào lưỡi đao như muốn thử coi nó sắc đến cỡ nào. Trên môi hé nở một nụ cười. Bức chân dung nói trên nói lên hai đặc điểm của vị thánh. Thứ nhất là tín nhiệm vào mẹ Maria, trân trọng phúc từ đạo, không sợ hãi trước cái chết nhưng vui tươi đón nhận. Phêrô Amato sinh ngày 1 tháng 11 năm 1831 tại làng Santo, miền Catutuna, nước Tây Ban Nha. Thân phụ là ông Savivo Amato làm y sĩ, thân mẫu là bà Antonia. Phêrô Amato được Chúa thương kêu gọi giúp việc giảng đạo. Năm 15 tuổi, cậu xin vào chủng viện tu học làm linh mục. Thời gian ở đây, cậu thường nghe tin tức về công cuộc truyền giáo của các cha dòng đa minh tại Viễn Đông, nên cậu rất ước muốn đi loan báo tin mừng ở những nơi đó. Vì thế, cậu xin gia nhập dòng đa minh. Ngày 25 tháng 9 1847, cậu được nhận tu phục và năm sau thì tuyên khấn. Tháng 9 năm 1849,
thầy Amato được gửi sang Philotân tiếp tục học thần học. Hàng ngày thầy cần mẫn học hành, tập rèn nhân đức, siêng năng cầu nguyện. Lòng thầy lúc nào cũng nghĩ đến việc đem Chúa đến cho những người ở nơi xa. Sau 5 năm chuẩn bị, thầy được thụ phong linh mục và ngày 4 tháng 8 1855, vị tân linh mục nhiệt tâm truyền giáo này đã đến Việt Nam tại địa phận Đông Đà Ngoài. Được đến nơi truyền giáo như lòng mong ước, cha hết sức vui mừng phấn khởi, nguyện đem hết tài lực Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Cha lấy tên Việt Nam là Bình. Công việc trước tiên cha phải làm là học tiếng và phong tục tập quán của người bản xứ. Sau đó cha được bề trên bổ nhiệm đi giúp sứ Phan Thiết. Ngày đêm cha tuận tụy lo cho đàn chiên, giảng đạo, dạy giáo lý, ban hành bí tích, thăm viếng an ủi bệnh nhân và người nghèo khó. Đặc biệt cha đến với người lương loan truyền đạo Chúa cho họ, dạy cho họ biết Chúa là Thiên Chúa cao cả mà mọi người phải kính mến. Nhưng từ năm 1857, cơn bách đạo ngày càng dữ dội, cha phải trốn tránh rày đây mai đó. Nhiều ngày cha phải ẩn trú trong hầm, ban đêm mới lén lút đi làm việc tông đồ. Nhưng vì sức khỏe kém, cha thường bị bệnh luôn, bệnh đói, khát. Nguy cơ bị bắt như ba tai họa thường xuyên xảy ra, rình rập quanh cha. Dù vậy, cha vẫn cố gắng hết sức lo cho đàn chiên. Trong một bức thư gửi cho gia đình, ngài viết: "Con là một linh mục, con và một linh mục nữa đã ẩn mình 7-8 tháng nay trong một nhà có sẵn hang ở dưới lòng đất để giúp khi quan quân vây bắt. Nhưng nay mai nếu cha mẹ có nghe tin con bị bắt thì xin cha mẹ đừng khóc, nhưng hãy vui mừng tạ ơn Chúa vì con được phúc trọng giường ấy." Tháng 8 1861, do chiếu chỉ phân sáp của vua Tự Đức, cuộc bách hại trở nên khốc liệt. Cha với Đức Cha Vinh phải xuống thuyền đi ẩn trốn. Nhưng ngày 25 tháng 10 năm 1861, hai vị đã bị bắt. Thế là cả ba vị thừa sai dòng Đa Minh người Tây Ban Nha đều là Đức Cha Vọng, Đức Cha Vinh và Đức Cha Bình, dù bị bắt, bị nhốt trong củi, bị cha tấn hành hạ, khổ sở vì đức tin, nhưng các ngài vẫn cương quyết trung thành theo Chúa, sẵn sàng hy sinh chịu khổ để làm chứng cho Chúa. Cho nên cả ba đều bị xử trảm tại Hải Dương ngày 1 tháng 11 năm 1861, đúng ngày cha Amato Bình tròn 30 tuổi. Ngày xử án, ba chiếc cũi được khiêng đi sau toán lính đông đảo. Cha Bình trong chiếc cũi đầu tiên, tay cầm chuỗi mân côi bình thản cầu nguyện, khiến cho mọi người hiện diện tại phải ngỡ ngàng. Tại pháp trường Năm Mẫu, sau ít phút cầu nguyện, Lý Hình đã chém đầu các ngài trong tiếng chiêng đổ dồn. Thi thể các ngài được chôn cất ngay tại nơi xử án, sau dời về Thọ Ninh. Hiện nay thủ cấp của cha Amato Bình được tôn kính ở quê hương ở Tây Ban Nha. Còn hài cốt cha được an táng trong thánh đường Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương. Ngày 20 tháng 5 năm 1909, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã phong ba vị lên dân phước và Đức Cha Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn hiển thánh cho các ngài ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thưa anh chị em, nghe câu chuyện của các vị thừa sai, tôi bỗng thấy xấu hổ. Xấu hổ vì các ngài là những người ở nước ngoài với cuộc sống rất đầy đủ, đủ mọi tiện nghi, thế mà từ bỏ hết tất cả, tình nguyện sang những vùng truyền giáo vừa xa, vừa nghèo, vừa không biết tiếng, vừa không biết gì cả, sang đến đất nước Việt Nam mình, vừa phải học tiếng và phong tục tập quán ngôn ngữ vân vân, rồi đi làm công tác tông đồ, làm công tác mục vụ, mà còn phải trốn chui trốn nhủ như vậy, và sẵn sàng chết vì đoàn chiên, chịu khổ vì đoàn chiên. Còn những người linh mục ở bản xứ có nắm được tinh thần
có học được cái tinh thần truyền giáo của các vị thừa sai hay không. Hôm nay mình mừng kính ba vị thánh tử đạo tại Việt Nam, nhưng mà là người nước ngoài sang giảng đạo tại Việt Nam, sẵn sàng chết cho những con chiên ở Việt Nam mình, sẵn sàng chết để làm chứng cho niềm tin của mình. Vậy thì khi chúng ta cử hành các nghi lễ trong mùa phục sinh hay trong bất cứ nghề nào, ta có thấy được rằng là mình có dám hy sinh như các vị tử đạo hay không, hay là chúng tôi những linh mục bản xứ lại tìm những chỗ ngon, những sứ đạo lớn ở thành phố giàu, có nhiều đại gia, có nhiều phương tiện, có đầy đủ mọi thứ, chẳng dại gì mà đi những cái vùng hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa. Mà nếu có ai được giám mục cử đi những cái vùng đó, thì thay vì làm cho người đó cảm thấy hãnh diện vì đây là mặt trận khó nhất, phải gửi tinh binh nhất đến, thì ngược lại lại cho rằng người đó bị đì, bị đầy, bị đem đi chỗ vùng sâu, vùng xa, mất điểm, vân vân. Mà không biết rằng đó phải là ưu tiên số một cho lựa chọn của những người mới lãnh tác vụ linh mục, cũng như của anh em linh mục mỗi khi tuyên truyền. Xin cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là cho những anh em linh mục bản xứ, luôn luôn biết dấn thân vì đoàn chuyên của mình, không dựa dẫm vào cơ cấu và cơ chế, nghĩa là không dựa dẫm vào tiền của và chức tước và địa vị của mình, mà chỉ một lòng dấn thân cho công cuộc loan truyền tin mừng, lòng thương xót Chúa mà thôi. Amen. Sống đúng, sống đẹp, thứ Bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020. Sống đúng, sống đẹp, thứ Bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020. Sự dịu dàng của Thiên Chúa nơi hang Bethlehem. Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Chuyên mục Sống đúng, sống đẹp chúc anh chị em và các bạn mùa Giáng sinh vui tươi bình an trong lòng thương xót của Chúa. Chắc hẳn mỗi người anh chị em ít nhiều đã có cảm nghiệm thế nào về mùa Giáng sinh năm 2020 trong cơn đại dịch. Đêm 24, có nhiều anh chị em đã không thể đi tham dự thánh lễ nửa đêm như thường lệ, như thói quen, như truyền thống tốt lành. Không thể hát bài nửa đêm tan lễ, anh đứng tan 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 tan. Rồi có nhiều anh chị em cũng không có được dự những buổi tiệc party reveal. Có nơi thì gia đình chỉ được tụ họp 5 người, không kể trẻ em dưới 14 tuổi. Và không còn những cảnh mà họp nhau để quây quần ca hát liên hoan mừng Chúa Giáng sinh. Rồi ngày 25 có những anh chị em cũng chưa được đến tham dự thánh lễ mà vẫn còn phải tham dự online.
vì lý do nhà thờ đóng cửa, hoặc là số người đi hạn chế, hoặc là có phải còn phải đi dự lễ thì cũng phải đứng ở ngoài sân nhà thờ. Xin chia sẻ với anh chị em tất cả những cái cảm nghiệm đó để chúng ta thấy được thân phận của con người yếu đuối, mỏng giòn là như thế. Và hài nhi Giê-xu đã chia sẻ thân phận con người của chúng ta yếu đuối, mong manh trong hang bò lửa, khó nghèo, đơn sơ, trần trụi trong máng cỏ. Và ngày hôm nay khi anh chị em có được cái cảm nghiệm đó, mình phải tạ ơn Chúa. Có thể từ xưa đến giờ mình mừng lễ Giáng sinh quá đầy đủ, không thiếu gì cả, và mình không thấy được đó là ân phúc mà Thiên Chúa trao ban cho mình, không thấy đó là những món quà Giáng sinh, và mình nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, chuyện đương nhiên. Còn bây giờ với kẻ thù vô hình là virus corona, nó làm cho con người ta không còn được sống như bình thường nữa. Bây giờ phải bước sang bình thường mới, đó là bị cách ly, bị hạn chế đi lại, bị hạn chế tụ họp, nhất là không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, hoặc là đến thì bị đứng ở ngoài, hay là chỉ có một số nhỏ được vào trong nhà thờ, được đi lễ mà thôi, hoặc có những nơi thì cấm tuyệt đối, qua đến năm 2021, Thanh Giêng 2021 mới mở cửa trở lại. Nếu đại dịch này giảm bớt nhiệt, còn nếu tiếp tục tăng lên với thời tiết thuận lợi là mùa đông này, thì chúng ta chỉ còn biết phó thác cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Giới hạn cuối cùng trên hành tinh này là Nam Cực cũng đã phát hiện virus corona. Có nghĩa là không còn chỗ nào trên trái đất này mà thoát được đại dịch virus corona. Hôm nay ngày 26 tháng 12, ngày thứ Bảy, anh chị em vẫn đang ở nhà. Và tạ ơn Chúa là tôi cũng ở nhà như anh chị em. Tôi không có bị virus corona, nó bắt phải ở nhà. Nhưng mà mình tự giam mình trong bốn bức tường để trao đến, gửi đến anh chị em những món quà tinh thần cho ngày lễ Giáng sinh của anh chị em được ấm lên. Tôi nhận được rất nhiều email, điện thoại, tin nhắn nói rằng cảm ơn cha nhờ những món quà tinh thần ấy mà những ngày mùa vọng, và nhất là những ngày lễ Giáng sinh không thể đi ra ngoài được, không thể đến nhà thờ được vì chính họ bị nhiễm virus corona hoặc là người nhà bị nhiễm virus corona, cho nên không thể tiếp xúc với nhau và không thể đi ra ngoài được. Chỉ còn duy nhất là ôm cái điện thoại, ôm cái máy vi tính để mở YouTube Tín Thác .net, trang web Tín Thác .net, hoặc là Facebook Thiện Nguyện Tín Thác, rồi cầu nguyện, chia sẻ, gặp gỡ Thiên Chúa qua những món ăn tinh thần, lời Chúa mỗi ngày, chuyện đạo trên đời, sống đúng sống đẹp và tràng thơ cho bạn trẻ, cũng như thắc mắc biết hỏi ai trong ngày Chủ Nhật. Rất là vui thưa anh chị em, mặc dù năm ngoái tung tăng ở bên đất Úc, lễ lại tưng bừng giữa muôn người, còn bây giờ thì giữa bốn bức tường, một mình với mình. Niềm vui sâu lắng, niềm vui không có ai có thể trao ban được, và niềm vui cũng không ai có thể lấy được, không ai có thể cướp mất được. Cái niềm vui đó là rao giảng lòng Chúa thương xót, loan truyền lòng Chúa thương xót, và truyền đi ngọn lửa lòng thương xót, truyền đi lòng thương xót của Chúa để anh chị em vững tin, tín thác vào Chúa một cách chắc chắn, tuyệt đối giữa những hoang mang, giữa những khủng hoảng, khó khăn, thử thách vì virus corona, cũng như vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo đủ hết. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng với Đức Thánh Cha Francisco cảm nghiệm được sự dịu dàng của Thiên Chúa nơi hang Bethlehem trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 23 tháng 12 năm 2020. Đức Thánh Cha nhắc nhở tín hữu về ý nghĩa của lễ Giáng sinh và cũng để chúc mừng Giáng sinh. Đức Thánh Cha nói rằng các mục đồng đã nghe các thiên thần loan báo tin vui Chúa Giáng sinh, và họ đã lên đường tiến về Bethlehem để tìm kiếm và gặp gỡ Chúa Giê-xu
ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa chiếu tỏa trên thế giới. Lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta vượt qua não trạng thế gian thường khiến chúng ta mù quáng để hiểu được điều cốt lõi trong đức tin của chúng ta. Điều cốt lõi đó là ngôi lời đã mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ngôi lời đã mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa giao thoa với lịch sử của chúng ta và mở ra con đường cho một tương lai tốt đẹp hơn. Năm nay, giữa đại dịch toàn cầu, lễ Giáng sinh có thể giúp chúng ta nhận được niềm hy vọng mà Chúa Giêsu hài nhi mang lại cho chúng ta. Giáng sinh, ngọn lửa vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã nhóm lên trên thế giới. Trong phụng vụ lời Chúa lễ đêm Giáng sinh, lời sứ thần loan báo cho các mục đồng vang lên: anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Luca chương 2 câu 10 đến câu 12. Theo gương các mục đồng, chúng ta cũng đi đến Bethlehem cách thiêng liêng, đến nơi Đức Maria đã hạ sinh hài nhi trong chuồng gia súc, bởi vì họ không tìm được chỗ trong nhà trọ. Luca chương 2 câu 7. Đức Thánh Cha Francisco lưu ý, Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ hoàn vũ, và ngay cả những người không tin cũng cảm nhận được sức thu hút của ngày lễ này. Tuy nhiên, Kitô hữu biết rằng lễ Giáng sinh là một sự kiện quyết định, một ngọn lửa vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã nhóm lên trên thế giới, và không được nhầm lẫn nó với những thứ phù du. Ngọn lửa vĩnh cửu mà Thiên Chúa nhóm lên trên thế giới, không được nhầm lẫn nó với những thứ phù du. Trước lễ Giáng sinh một ngày, đêm 23, chúng tôi cũng đi để viếng các hang Bethlehem, đến các nhà thờ để thưởng lãm tài trang trí của các nghệ nhân, của những anh chị em giáo dân nhiệt tình trong những ngày đại lễ Giáng sinh. Trăm hoa đua nở, nhiều kiểu, nhiều sắc, nhiều sáng tạo. Mỗi nơi là một cách khác nhau, có vẻ đẹp khác nhau, và cũng không nơi nào giống nơi nào. Đến một ngôi nhà thờ trang trí đẹp nổi tiếng, người ta đến rất đông, cả mấy cây số, xe xếp hàng dài. Đa số là những người không công giáo, vì đó là vùng sâu vùng xa. Nhưng mà vì cha sở ngoài đó, ngài có sáng kiến làm nổi bật thành một cái trung tâm thu hút người ta đến, và rất là nhiều người ngoại đạo đã đến, người công giáo cũng đến. Và giữa buổi thì ngưng lại và đặt mình thánh chồng. Cũng có cái hay để cho người ta thấy được sự tôn nghiêm đó, và qua đó người ta thấy được lễ Giáng sinh là như thế nào. Nếu có được sự hướng dẫn nữa thì những người ngoại đến tham dự sẽ hiểu rõ hơn. Tôi thấy nhiều ngôi nhà thờ làm rất đẹp nhưng mà không có ai đứng hướng dẫn, hoặc là hướng dẫn thu sẵn rồi phát ra lâu lâu một lần để cho những người đến họ nghe, có thể mời nhạc rồi nghe hướng dẫn để biết được ý nghĩa ngày lễ Giáng sinh. Tại vì đó là cách thức truyền đạo rất là hay. Vì những người ngoại đạo họ đến mà họ nghe lễ Giáng sinh, họ đến họ nhìn, họ ngắm, họ không biết là ông này là ông nào, bà này là bà nào, nói là sao lại khổ như thế này, vân vân và vân vân, rồi thiên thần là làm sao, ông già Noel là như thế nào. Mình không làm cái trò hề hay là trò cười, nhưng dùng cách đó, những phương tiện truyền thông đó, những hình ảnh sống động đó, có những người mà
họ cảm động khi mà thấy được cái cảnh hang Bethlehem như thế nào. Mà nếu được dẫn ý với tất cả cái tâm hồn với những bài hát xen kẽ vào đó, thì có lẽ cái việc trang trí, cái việc trình bày tốn kém công sức tiền của đêm Giáng sinh hay ngày lễ Giáng sinh, nó sẽ thu hoạch được kết quả thiêng liêng rất lớn. Bội phần thưa anh chị em, đừng biến lễ Giáng sinh thành một lễ hội của tình cảm hoặc chủ nghĩa tiêu thụ. Đức Thánh Cha nhắc nhở, điều quan trọng là không biến lễ Giáng sinh thành một lễ hội của tình cảm hoặc chủ nghĩa tiêu thụ. Chủ nghĩa tiêu thụ đã cướp đi Giáng sinh khỏi chúng ta. Lễ Giáng sinh không được bị giảm thiểu thành lễ hội về tình cảm hay tiêu thụ. Đầy quà tặng và những lời cầu chúc, nhưng nghèo đức tin Kitô và nghèo cả về tình người. Vì vậy, cần phải dứt bỏ thứ não trạng thế gian, không thể nắm bắt được cốt lõi rực sáng của đức tin chúng ta. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Gioan chương 1 câu 14. Đây chính là trọng tâm của lễ Giáng sinh, là chân lý của Giáng sinh. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Thưa anh chị em, đêm Giáng sinh năm ngoái thì chúng tôi dừng lễ ở Sydney, rất là trang trọng, rất là vui và nhất là đậm đặc ý nghĩa. Cái niềm vui nó sâu lắng, niềm vui nó tràn hòa, niềm vui nó lan tỏa. Nhiều anh chị em nhắc lại những kỷ niệm đó. Còn năm nay thì tôi lại dâng lễ đêm Giáng sinh âm thầm lặng lẽ một mình, sau đó đi với mẹ em đêm Giáng sinh thành ông già Noel, đến đi ngang qua các gầm cầu, các xó chợ, gặp những người cơ nhỡ, gặp những người không nhà không cửa, gặp những em mồ côi, chúng tôi ghé lại chúc mừng Giáng sinh và tặng quà cho họ. Ở nhiều nơi năm nay ông già Noel không được phép đụng đến các em vì sợ lây nhiễm. Còn với chúng tôi, ông già Noel này thuộc loại bất trị, corona nó không làm gì được, cho nên chúng tôi cứ lao mình đến với những người nghèo, cứ bắt tay, cứ ôm hôn họ và cảm nhận được hơi ấm của lễ Giáng sinh, cảm nhận được là ngôi lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta, nhận ra được ngôi lời con Thiên Chúa đang làm người nơi những con người nghèo hèn, cơ nhỡ, mồ côi, khuyết tật và tội lỗi nữa, và nhận ra được điều đó và thực hiện cái điều đó trong đêm Giáng sinh, chúng tôi thấy cũng vui, vui lắm. Năm ngoái ở Sydney bên Úc có niềm vui khác, năm nay ở Việt Nam một mình có niềm vui khác, nhưng đều phát xuất từ lòng thương xót của Chúa nơi lễ Giáng sinh. Lòng nhân từ của Chúa thắng vượt thất bại của con người. Đức Thánh Cha Francisco giải thích về ý nghĩa của việc cử hành lễ Giáng sinh. Một mặt, lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta suy tư về bi kịch lịch sử, trong đó con người bị tổn thương bởi tội lỗi, đang không ngừng tìm kiếm chân lý, lòng thương xót, sự cứu chuộc, và mặt khác, mời gọi suy tư về lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng đã đến gặp gỡ chúng ta để thông truyền cho chúng ta chân lý cứu rỗi và cho chúng ta tham dự vào tình bạn và sự sống của người. Ta được tham dự vào tình bạn với Chúa, ta được thông truyền chân lý cứu rỗi và được tham dự vào sự sống của Chúa. Lễ Giáng sinh ý nghĩa sâu sắc như thế, thưa anh chị em. Món quà ân sủng này hoàn toàn là ân sủng, không có công trạng gì của chúng ta trong đó cả.
giống như mình nhận được những món quà Giáng sinh. Người ta yêu mình, người ta quý mình thì người ta tặng quà cho mình, chứ có phải vì mình có công lanh gì đâu, mình có xứng đáng gì đâu. Cho nên khi nhận được những món quà Giáng sinh, tôi trân trọng những người tặng quà vì tấm lòng của họ. Cô em nói: con nhớ ba con quá cha ơi, con buồn quá. Sao giờ? Tôi nói mình yêu ai thì mình nhớ người đó, mình yêu ba mình nhớ mình, vui chứ sao lại buồn. Nhớ người yêu của mình phải vui lên, vì đó là người yêu mình và đó là người mình yêu mà. Thì Thiên Chúa của chúng ta, thưa anh chị em, cho mình thấy rằng là mình không có công trạng gì, mà Thiên Chúa ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế làm người để gánh lấy tội đời. Tất cả là ân sủng, và chúng ta nhận được nó thông qua sự đơn giản và tính nhân văn của lễ Giáng sinh. Những điều này có thể xóa bỏ khỏi trái tim và tâm trí của chúng ta sự bi quan hiện nay đã lan rộng do đại dịch. Có những người 24 bị dính virus corona, khám nghiệm thấy dương tính, đem vào bệnh viện. Rồi bên Mỹ nhắn tin liên tục cho tôi than rằng thế này thế nọ, chương trình dự định party rồi toang hết rồi, chương trình dự định đi đây đi đó toang hết rồi, bây giờ thế này thế nọ, thất vọng quá. Tôi nói toàn thấy không được ăn, không được nhậu, không được đi chơi, không được họp mặt, không được bạn bè. Chẳng thấy buồn vì mình không được đi tham dự thánh lễ, buồn vì mình không được đến hang đá Bethlehem mà thờ lạy Chúa. Cái đó mới là điều quan trọng. Còn những chương trình dự tính với bạn bè, với anh em, với họ hàng, nấu nướng thế này, tiệc tùng thế nọ, đi chơi chỗ kia, họp mặt thế này thế khác, mà bây giờ vì virus corona không được nữa thì bi quan yếm thế, ngồi đó rồi than muốn chết, không muốn sống nữa thế này thế kia. Như vậy nghĩa lý gì thưa anh chị em? Chúng ta có thể vượt qua cái cảm giác hoang mang đáng lo ngại đó, không để mình bị choáng ngợp bởi những thất bại và sai lỗi, khi nhận thức rằng hài nhi khiêm nhường và nghèo khó, ẩn mình và không thể tự vệ là chính Thiên Chúa đã trở nên người phàm vì chúng ta. Hãy nhớ kỹ như thế: hài nhi khiêm nhường và nghèo khó, ẩn mình và không thể tự vệ là chính Thiên Chúa đã trở nên người phàm vì chúng ta. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa là một người giữa chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại một đoạn nổi tiếng của hiến chế về giáo hội trong thế giới ngày nay. Trong đó, Công đồng Vaticano thứ hai nói với chúng ta rằng sự kiện này liên quan đến mỗi người chúng ta. Bởi vì chính Con Thiên Chúa khi nhập thể, một cách nào đó đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giống chúng ta, giống chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Hiến chế vui mừng và hy vọng số 22. Chúa Giêsu đã Giáng sinh cách đây 2000 năm, nhưng liên quan đến mỗi người chúng ta, Chúa là một người trong chúng ta. Thiên Chúa trong Chúa Giêsu là một người trong chúng ta. Thưa anh chị em, chúng tôi nhận được một tấm hình Chúa Giêsu, một hài nhi Giêsu mà bịt khẩu trang và ghi một hàng chữ rất là dễ thương thế này: Chúa làm người ở giữa chúng ta, ngay từ lúc sinh ra Người cũng phải bịt khẩu trang giống như chúng ta. Chúa giống chúng ta mọi sự ngoài trừ tội lỗi mà. Cho nên là nếu mà ngày hôm nay Chúa Giáng sinh thì Chúa cũng phải bị bịt khẩu trang vì sợ nhiễm virus corona. Người thực tế này mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm vui và rất nhiều can đảm. Thiên Chúa không nhìn chúng ta từ trên cao, từ tít tắp trên cao,
từ xa, không đi ngang qua chúng ta, không thối lui vì sự khốn khó của chúng ta, không chỉ khoác lên mình một cái thân xác theo dáng vẻ bên ngoài, cũng như là ảo thân thuyết, tống kịch như vậy thôi. Nhưng Thiên Chúa hoàn toàn nhận lấy bản tính và thân phận con người của chúng ta. Người không từ chối điều gì ngoại trừ tội lỗi. Tất cả nhân loại đều ở trong người. Người đã nhận lấy tất cả mọi điều như chúng ta, như thể trở nên giống chúng ta. Đây là điều cần thiết để hiểu được đức tin Kitô giáo. Mình cảm thấy một Thiên Chúa gần gũi với con người mình như thế. Một Thiên Chúa có thể cảm thông với tất cả những nỗi đau, nỗi buồn của con người. Một Thiên Chúa mà năm nay Giáng sinh đi đâu cũng phải bịt khẩu trang. Một Thiên Chúa mà năm nay không được tụ họp để tham dự thánh lễ, không được tụ họp để party, để reveillon, không được đi dạo phố để mà mua sắm như năm ngoái. Một Thiên Chúa ngày hôm nay có thể đang nằm trong bệnh viện, không một người thăm viếng. Một Thiên Chúa ngày hôm nay có thể ở trong nhà, nhưng người này không được gặp gỡ người kia. Một Thiên Chúa ngày hôm nay có thể như tôi đang ngồi trong bốn bức tường ngày lễ Giáng sinh, để gửi đến anh chị em những sứ điệp là hãy can đảm, hãy vững tin và hãy vui lên, vì chúng ta có một Thiên Chúa nên giống mình mọi đàng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của mỗi người, mỗi tình huống nào, thì hãy biết rằng có một Chúa làm người đang ở với ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho dù mình bị cách ly bởi virus corona, không thể tiếp xúc với ai, ngay cả vợ chồng không thể tiếp xúc với nhau, cha mẹ con cái không thể tiếp xúc với nhau, thì ta vẫn còn có Chúa. Và vì thế mà chúng tôi cố gắng gửi đến anh chị em những sứ điệp ngày Giáng sinh, những món quà tinh thần của lòng Chúa thương xót. Mong rằng anh chị em chúng ta đón nhận và hãy gửi đi, chia sẻ, share, send đi, gửi đi cho những người khác, càng nhiều càng tốt. Vì biết đâu có những người đang bị cô đơn, đang bị cô lập, đang bị cách ly mà không nhận được những món quà này, không có cái gì để mà họ cảm nhận được rằng Thiên Chúa vẫn đang ở với họ, cùng với họ. Sự yếu ớt của Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại hành trình hoán cải của Thánh Agustino được viết trong Quân Tự Thú: "Tôi chưa đủ khiêm nhường để có thể nắm chặt lấy Chúa của tôi. Chúa Giêsu khiêm nhường và tôi cũng chưa biết những lời giáo huấn về sự yếu ớt của người. Sự yếu ớt của Chúa Giêsu là một giáo huấn." Đức Thánh Cha nhận xét: "Sự yếu ớt của Chúa Giêsu là một giáo huấn, bởi vì nó bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh là lễ của tình yêu nhập thể, của tình yêu đã sinh ra vì chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng của loài người, chiếu sáng trong bóng tối, mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của con người và cho toàn bộ lịch sử." Thinh lặng suy niệm trước hang đá Bethlehem. Hãy thinh lặng suy niệm một chút trước hang đá Chúa Giáng sinh. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người: hang đá là một bài giáo lý về thực tại đã xảy ra ngày hôm ấy và năm đó, điều chúng ta đã nghe trong Tin Mừng. Tại trường học của Thánh Francisco Assisi, chúng ta có thể trở thành những đứa trẻ nhỏ bé khi dừng lại để chiêm ngưỡng hang đá Chúa Giáng sinh, và để sự kinh ngạc tái sinh trong chúng ta theo cách tuyệt vời mà Chúa muốn đến trong thế giới. Chúng ta hãy xin ơn biết ngạc nhiên trước mầu nhiệm này, trước thực tại thật dịu dàng, tốt đẹp, gần gũi với trái tim chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn ngạc nhiên để gặp người, để chúng ta đến gần người, để chúng ta đến gần tất cả anh chị em. Một sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi nhận được món quà của người mình yêu chẳng hạn, hay là ngạc nhiên khi thấy tình yêu
mà người yêu mình trao cho mình lạ lùng quá, thì đến trước hàng bề làm. Xin Chúa cho mỗi người cảm nhận được cái ngạc nhiên thấy lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện nơi hàng bề làm mà hài nhi Giê-xu đang nằm ở đó. Trong sự yếu ớt lại chính là sức mạnh của con người, trong sự nghèo khó lại chính là sự giàu có của chúng ta. Vì Thiên Chúa trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có, Thiên Chúa trở nên yếu đuối để chúng ta được mạnh sức. Ngỡ ngàng, Chúa yêu con đến như thế à Chúa? Tại sao mà Chúa lại yêu con như vậy? Con có gì đáng không mà Chúa yêu con như vậy? Con là cái gì đâu Chúa ơi? Lòng thương xót của Chúa quá vô biên, quá tuyệt vời. Nơi mầu nhiệm nhập thể, nơi hàng đá Bethlehem. Khi chúng tôi đi viếng hàng Bethlehem ngày 23, 24 và cả 25 nữa, ban ngày thì chắc chắn anh chị em không thể nào thấy được vẻ đẹp, chỉ có đi ban đêm thôi. Ở bên Mỹ có những em gửi video cho chúng tôi về thành phố ánh sáng, nói quay video đẹp quá. Tôi nói ước gì mai mốt ốc đảo lòng thương xót Chúa được thành hình sang năm Noel 2021, anh chị em ở bên nước ngoài về để cảm nhận được lòng thương xót Chúa nơi ốc đảo lòng thương xót. Chúng tôi phải trình bày cho mọi người thấy được lịch sử cứu độ từ khi con người phạm tội đến lúc mà Thiên Chúa làm người, và lòng thương xót được thể hiện ngày hôm nay như thế nào. Cho người ta thấy được lịch sử cứu độ qua ánh sáng, qua kỹ thuật, qua những phương tiện khoa học, kỹ thuật, tiến bộ, phương tiện truyền thông. Cho người ta thấy được điều đó, tôi mơ ước như vậy, để người ta hàng hàng lớp lớp người ta kéo đến và người ta cảm nhận ngỡ ngàng. Cho người ta thấy ngỡ ngàng, không phải ngỡ ngàng vì wow, lạ quá, khoa học, kỹ thuật tuyệt vời quá, những phương tiện quá là lạ, kỹ xảo. Nhưng mà ngỡ ngàng vì thấy rằng qua cái đó, qua những cái hình ảnh đó, qua ánh sáng đó, qua những nhân vật mà chúng tôi dựng lên đó, người ta ngỡ ngàng thấy được bàn tay của Thiên Chúa, thấy được lòng thương xót của Chúa qua tất cả lịch sử cứu độ, qua tất cả những cái phương tiện để đưa con người nắm bắt được ý nghĩa chính yếu của ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ của niềm vui, vì cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thương con người đến như thế. Đức Thánh Cha nói ngày hôm nay một cách thế tuyệt vời mà Chúa muốn đến trong thế giới, và điều này làm cho sự dịu dàng tái sinh trong chúng ta. Sự dịu dàng của con người gần giống với sự dịu dàng của Thiên Chúa, và ngày nay chúng ta rất cần sự dịu dàng, rất cần sự vuốt ve của con người khi đối mặt với rất nhiều đau khổ. Nếu đại dịch buộc chúng ta phải xa nhau hơn, thì Chúa Giê-xu trong hang đá chỉ cho chúng ta cách dịu dàng để ở gần, để làm người. Chúng ta hãy đi theo con đường này, con đường thấy được sự dịu dàng của Thiên Chúa, con đường thấy được sự dịu dàng của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với ta. Khi ta tội lỗi, khi ta yếu đuối, khi ta phải đối mặt với rất nhiều đau khổ, xin Chúa cho mình cũng có được sự dịu dàng đối với Chúa, không nổi loạn với Chúa khi gặp những khó khăn thử thách như nhiều người đang muốn nổi loạn ngày hôm nay vì bị cách ly, vì bị nhiễm virus corona. Xin Chúa cho mỗi người có được sự dịu dàng, tử tế với những người khác khi họ đến gần ta. Họ thấy được sự dịu dàng của Thiên Chúa nơi cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng, tử tế, lịch sự, từ tốn của ta. Và xin Chúa biến đổi con người của mình trở thành một sự dịu dàng của Thiên Chúa với những người khác. Và như thế, thưa anh chị em, chúng ta có một lễ Giáng sinh, có một mùa Giáng sinh trong cơn đại dịch hết sức tuyệt vời. Mến chúc anh chị em luôn luôn là sự dịu dàng của Thiên Chúa và luôn luôn cảm nhận sự dịu dàng từ nơi lòng thương xót Chúa. Amen.
lòng thành luôn bên Chúa, lòng thành luôn yêu người.